Xin chào anh chị và các bạn, mình đến từ vật liệu xây dựng Kisona. Và trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cho anh chị và các bạn là hiểu rõ sự khác biệt giữa gạch ceramic và gạch granite, có nghĩa là gạch xương đá và xương đất. Và trên tay của mình đang cầm ở đây là hai viên gạch khác nhau. Và một bên này là gạch ceramic, người ta thường gọi là gạch xương đất. Và bên này là gạch granite, người ta thường gọi là gạch xương đá cả nhà nhé. Và chúng ta có thể là so sánh về vấn đề ngoại quan của gạch. Thì chúng ta nhìn vào mặt đằng sau này thì chúng ta sẽ thấy màu của nó là màu đỏ, đỏ đỏ giống như là màu đất sét. Và bên này thì màu trắng giống như là màu đá cả nhà nhé. Và nếu mà chúng ta không quan sát được thì chúng ta có thể là ngoại quan bằng cách là xem xương gạch. Nếu mà anh chị và các bạn là đi vào các cửa hàng mà người ta trưng bày mà mình không thể nào nhìn được mặt đằng sau ấy, thì chúng ta nhìn cái xương gạch của nó. Thì nhìn vào cái phần xương thì bên này gạch xương đất, gạch ceramic thì chúng ta sẽ nhìn thấy là màu của nó là màu đỏ giống như màu đất sét. Còn bên này là gạch xương đá, gạch granite thì chúng ta sẽ nhìn thấy là màu của nó là giống như là màu bạc, bạc bạc trắng. Đấy, chúng ta có thể là xem về vấn đề ngoại quan của nó. Và mình sẽ so sánh cho anh chị và các bạn là về cái phần cấu tạo của gạch. Cấu tạo của gạch ceramic thường gọi là gạch xương đất thì nó chiếm là 70% chủ yếu là đất sét và 30% là bột đá và các chất phủ gia khác. Và ngược lại bên này gạch granite thì nó lại chiếm 70% chủ yếu là bột đá và 30% là đất sét và các phủ gia khác. Và chúng ta sẽ biết được là gạch ceramic, gạch xương đất là chủ yếu là thành phần cấu tạo là bằng đất sét, và gạch granite, gạch xương đá là cấu tạo chủ yếu là bằng bột đá cả nhà nhé. Và vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ so sánh về nhiệt độ nung. Nhiệt độ nung của gạch ceramic thì người ta nung từ khoảng 1000 đến 1020 độ C. Và nhiệt độ nung của đá thì người ta lại nung là từ 1200 đến 1220 độ C. Thì bên này là đá thì người ta sẽ nung nhiều hơn. Tương đương với độ nung đó thì chúng ta sẽ so sánh về độ rút nước của gạch. Và gạch ceramic này thì người ta chủ yếu là cấu tạo bằng đất sét và người ta nung với nhiệt độ thấp hơn thì độ rút nước của nó sẽ là cao hơn, có nghĩa là thành phần của nó bên trong này nó sẽ xốp hơn thì độ rút nước của nó sẽ cao hơn. Còn gạch granite này, gạch xương đá này thì độ nung của nó cao hơn, nó sẽ rút nước nó là thấp hơn cả nhà nhá. Độ rút nước của bên này thì có thể từ 5 đến 10%, còn độ rút nước của cái này là dưới 5%. Và sau đây thì mình có thể là so sánh cho tất cả các bạn là quan sát thực tế về độ rút nước của gạch. Thì mình đã chuẩn bị là hai viên gạch ở đây rồi, và cái này là mình để phun lên hai viên gạch, và bên này là gạch xương đá thì mình sẽ bơm trước cho tất cả các bạn xem nhá. Đây, và bên này là xương đất thì mình có thể bơm trực tiếp lên. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ở bên này là xương đất thì nước của nó đang còn bị rút đi dần. Đấy, và bên này xương đá chúng ta có thể quan sát là ở bên này là chưa rút nước, mà bên này là gần khô hết rồi cả nhà nhá. Thì có nghĩa là độ rút nước của gạch xương đất thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ cao hơn. Còn xương đá ở bên này thì nó đã còn ẩm. Em có thể quay sát vào cho mọi người xem. Đây, đây là còn nước đấy nhá. Đây này, còn nước, nó chưa rút. Đây, còn bên này thì xem như là khô rồi cả nhà nhá. Thì chúng ta có thể là biết là gạch này thì nó rút nước nó cao hơn, thì có nghĩa là bên trong của nó sẽ xốp hơn. Và chúng ta hiểu rằng là gạch granite, gạch xương đá độ rút nước của nó thấp hơn, có nghĩa là độ liên kết của nó ở bên trong là nó chắc chắn hơn, nên là nó sẽ có độ chịu lực của nó sẽ tốt hơn. Và bên cạnh đó thì độ chống xước, chống mài mòn của nó cũng sẽ tốt hơn so với gạch là xương đất. Và tiếp theo thì mình sẽ so sánh cho tất cả các bạn là về mức giá. Thì chúng ta biết rằng gạch xương đất thì cấu tạo chủ yếu bằng đất sét, thì mức giá của đất thì nó sẽ rẻ hơn so với là gạch xương đá. Và gạch granite, có nghĩa là gạch xương đá thì nó cấu tạo bằng đá thì giá thành của nó sẽ cao hơn, và các công thức sản xuất của nó thì nó sẽ tốn nhiều chi phí hơn. Và một ngôi nhà nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì chúng ta có thể là sử dụng gạch xương đất. Gạch xương đất thì nó dao động tầm khoảng 90.000 đến 100.000 một mét vuông.
Và gạch xước đá thì nó dao động tầm khoảng 130.000 đến 145.000 một mét vuông. Đó là đối với gạch 60-60, và gạch 80-80 thì giá nó cao hơn một chút. Và vừa rồi là mình đã so sánh cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn về một số chi tiết sự khác biệt giữa gạch ceramic và gạch granite. Nếu mà các bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là bình luận dưới video này, bên mình sẽ tư vấn cho tất cả các bạn. Và các bạn hãy đăng ký kênh bên mình để theo dõi một số video hữu ích mà bên mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở một số nội dung video sau.